Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây bản tin tin nóng S sẽ đưa đến cho quý vị những thông tin về việc ngày 11 tháng 12, các quan chức Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Syria đã chặn đứng đà tiến công của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS vào nội đô thành phố Palmyra. Hơn 300 phiến quân IS đã bị tiêu diệt ở các khu vực xung quanh thành phố cổ này. Nguồn tin này cho biết lực lượng khủng bố IS sử dụng đủ mọi phương thức tấn công, có quân số khá đông và được tăng viện rất mạnh với đầy đủ các trang bị mạnh như máy bay, không người lái, mang bom tự sát, xe tăng, xe bọc thép và pháo binh. Quân đội Nga đã tung ra 64 đợt không kích vào các vị trí đóng quân, các đoàn xe và lực lượng khủng bố đang trên đường tiến công vào trận địa phòng ngự của các đơn vị quân đội Syria. Không quân Nga đã phá hủy 11 xe tăng và xe chiến đấu bộ binh, 31 xe chở pháo tự động cỡ nòng lớn của phiến quân. Tuy nhiên, sáng ngày 11 tháng 12, tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo đã ra thông cáo trên trang web của chúng rằng các tay súng IS đang giành lợi thế rất lớn trên con đường giành lại quyền kiểm soát thành phố đã bị quân đội Syria tái chiếm vào tháng 3 năm nay. Mặc dù Al-Maran News dẫn nguồn tin địa phương đưa tin, SAA đã lấy lại các địa điểm trên dãy núi Rabanta ở phía tây bắc thành phố. Tuy nhiên, hãng tin Nga TASS cho rằng điều này không đúng sự thật bởi nếu mất dãy núi này, IS sẽ không thể phát động một cuộc tổng tiến công trên trục bắc vào nội đô Palmyra trong buổi sáng hôm 11 tháng 12. TASS dẫn nguồn tin quân sự Palmyra cho biết nhóm khủng bố đã lại một lần nữa kiểm soát được quận Al-Amiraya. Cùng với đó là việc vành đai phía đông cũng bị mất, khiến quân chính phủ rất khó khăn để giữ vị trí của họ ở nửa phía nam của thành phố. Mặc dù đến trưa ngày 11 tháng 12 vẫn không có báo cáo về sự rút lui quân đội chính phủ, tuy nhiên, nguồn tin quân sự này nhận định rằng nếu diễn biến vẫn tiếp tục xấu đi, việc SAA là các đồng minh rút khỏi toàn bộ các khu vực trong thành phố sẽ xảy ra trong vài giờ tới. Theo tin mới nhất, đến chiều tối ngày 11 tháng 12, tổ chức khủng bố IS tuyên bố thông qua hãng AMA của chúng rằng nhà nước Hồi giáo đã hoàn toàn chiếm được thành phố cổ Palmyra sau khi toàn bộ lực lượng Syria còn đóng giữ ở phía nam rút hết khỏi thành phố. Ngay sau đó, Al-Maran News dẫn nguồn tin quân sự địa phương cũng xác nhận thông tin này là sự thật. Nguồn tin phân tích rằng IS đã chiếm được quận Al-Mamriya và ngọn đồi cùng tên, cùng với tổ hợp văn phòng chính phủ ở khu này, cùng với toàn bộ vành đai phía đông. Do đó, việc SAA còn đóng giữ một vài điểm chốt trong thành phố là điều vô ích. Theo nguồn tin này, một số đơn vị của quân đội Syria vẫn còn ở trong khu vực rìa ngoài thành phố để hỗ trợ các đơn vị khác rút lui về phía tây. Sau đó, các lực lượng này cũng sẽ rút nốt. IS đột ngột huy động một lực lượng lớn binh lực để tổng tấn công vào Palmyra là điều hết sức bất ngờ, trong khi đại bộ phận binh lực quân đội Syria đang tập trung ở Aleppo, khiến Nga và SAA trở tay không kịp, dẫn đến thành phố cổ này lại một lần nữa rơi vào tay khủng bố. Tuy nhiên, mối nguy hiểm cho Palmyra đã được chính giới quân sự Nga cảnh báo ngay từ khi Mỹ, Iraq và lực lượng người Quds mở chiến dịch giải phóng thành phố Mosul thuộc tỉnh Nineveh vào giữa tháng 10 vừa qua. Đó là việc Washington mở chiến dịch này là một âm mưu cực lớn. Theo đó, cơ quan an ninh Mỹ và Saudi Arabia đã có một thỏa thuận bí mật về việc toàn bộ những chiến binh IS cùng gia đình sẽ rút khỏi Mosul theo một lộ trình an toàn trước khi cuộc tấn công truy quét bắt đầu và di chuyển từ Iraq sang Syria để đánh Assad. Khi chiến dịch diễn ra, không quân và pháo binh của Liên quân sẽ vô tư nã pháo, ném bom vào các tòa nhà không người ở trong thành phố, đã thống nhất trước với phiến quân. Do đó, kế hoạch tấn công được hoạch định vào đầu tháng 10 đã được lùi lại nửa tháng để IS chuẩn bị. Theo kế hoạch ma quỷ, 9.000 tay súng khủng bố IS sẽ rút khỏi Mosul qua các hành lang bí mật tới các khu vực phía đông Syria để thực hiện chiến dịch tấn công quy mô lớn vào các lực lượng trung thành của ông Assad ở tỉnh Deir ez-Zor và thành cổ Palmyra ở tỉnh Homs. Mục đích của việc Washington và Riyadh phải điều động phiến quân IS từ Iraq sang là nhằm mục đích tăng cường tấn công vào phía đông Syria, uy hiếp Damascus, buộc Assad phải rút quân từ thành phố Aleppo về, giải vây cho lực lượng phiến quân FSA và khủng bố IS ở đây. Theo tin này, người môi giới và bảo lãnh trong thỏa thuận với các tay súng IS về việc chúng có thể đào thoát khỏi Mosul chính là giới lãnh đạo cơ quan tình báo Saudi Arabia. Điều này cũng đã được họ tiến hành trong chiến dịch giải phóng thành phố Al-Faruria hồi tháng 6 năm nay. Nguồn tin khẳng định đây có thể là lý do tại sao quân đội Iraq có thể dễ dàng tái chiếm các thành phố này.
trong khi vài năm qua họ đã không thể làm được điều đó. Đó cũng là lời giải thích cho việc tại sao cứ sau mỗi thất bại Iraq thì IS lại có khả năng mở các đợt tiến công mới ở Syria. Vào thời điểm đó, nguồn tin của Nga tuy chưa được kiểm chứng nhưng nó là giả thuyết rất đáng lưu ý vì có những điểm tương đối phù hợp với tình hình chiến sự ở Syria và Iraq trong thời gian qua. Và đến nay, nó đã được chứng minh bằng việc IS bất ngờ đánh chiếm Palmyra. Trong thời gian đầu, giới chức lãnh đạo quân sự Nga cũng thông báo về âm mưu này và tuyên bố sẽ điều vệ tinh và các phương tiện trinh sát theo dõi chặt chẽ mọi động thái của Mosul, đồng thời dự liệu sẵn các phương án chặn đường khủng bố IS chạy từ Iraq sang Syria. Tuy nhiên, sau thời gian khủng hoảng gần 2 tháng, IS căng mình chống đỡ Mỹ và liên quân ở Mosul, Iraq, hoạt động rất cầm chừng ở Syria, rất có thể Mosul và Damascus đã lơi lỏng đề phòng hướng biên giới Iraq, mở chiến dịch đánh lớn trên chiến trường Aleppo. Việc Palmyra rơi vào tay khủng bố, phần lỗi lớn chính là do Nga và quân sự Syria đã mất cảnh giác trước Mỹ để IS huy động lực lượng lớn tới hàng nghìn quân cùng với lượng lớn xe tăng, xe thiết giáp để tấn công Palmyra mà không hề hay biết. Thành cổ này thất thủ sẽ khiến phần phía đông của Syria tái lập tình trạng hỗn loạn. Như trước tháng 3 năm nay, IS có thể sẽ tiếp tục đánh lấn sang phía Tây và liên kết với các nhóm phiến quân đối lập khác uy hiếp cả vùng ngoại ô thủ đô Damascus, vốn cũng đang có giao tranh quyết liệt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của Tin Nóng S. Để có thể theo dõi được toàn bộ những thông tin nóng hổi và mới nhất từ chúng tôi, quý vị hãy nhấn nút đăng ký ở bên dưới mỗi video. Xin chân thành cảm ơn.